Rồi giờ vũ chú ba về tới cái chỗ gần tới chợ Thới Thuận rồi. Rồi chào gì? Ăn uống được không gì? Dạ, ăn được. Dạ hả? Ngủ nghe được không? À, con cũng thưa dì Năm. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch, thì tụi con á có tổ từ thiện ở Bình Đại. Hôm nay tụi con có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tụi con đến trước là hỏi thăm sức khỏe của dì. À, dì mạnh tụi con mừng. Sao tụi con trao cho dì đây là cái 10 kg gạo này và cái số nhu yếu phẩm này của bà con mà ở huyện Bình Đại mình, là đóng góp với là cái mạnh thường quân ở bên Mỹ, như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, vợ chồng của anh Phúc chị Nhị ở Mỹ, với vợ chồng của anh chị ở Thị Điển, là với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, rồi cháu Tô Minh Thiện, cháu Tô Minh Triệu ở Bình Đại, Bình Thắng, thì có gửi tiền cho tụi cháu là mua 50 phần như thế này. Thì bữa nay là cháu đến đây trước là hỏi sức khỏe của dì, sao là cháu trao lại cho dì cái món quà 10 kg gạo này với cái phần nhu yếu phẩm này, xin dì nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Thôi vậy tụi con xin phép tụi con đi gì. Dạ. Thưa dì cũng đi vậy. Chỗ bà bán hủ tiếu chai đó. Thì không quên nữa, chỗ đó cho xong rồi tôi mới đi chỗ kia. Rồi là biết rồi. Chỗ trong nữa đi. Gì thứ mấy? Thứ năm. Thứ năm. Dạ. Gì khỏe không? Khỏe. Có ổng không? Ông Tú mà ổng nằm không? Dạ. Không đi đâu nữa. Ăn uống gì được không? Ăn. Dạ, dì lại đây cho chú ba nói chuyện chú gì? Không, ít nữa. Dạ hả? Thì dì Năm phải không? Dạ. Thì cũng thưa dì Năm thế này, thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch, thì tụi cháu ở là cái mạnh là cái tổ từ thiện ở Bình Đại. Hôm nay tụi cháu có tổ chức cái buổi đi phát quà cho tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn, thì hôm nay cháu đến đây trước hết hỏi thăm sức khỏe của dì. Dì với là mạnh giỏi thì tụi cháu mừng. Sao là tụi cháu có cái món quà này là 10 kg gạo với là số nhu yếu phẩm này của anh em Mạnh Thường Quân là ở huyện Bình Đại mình, và đồng thời là ở nước Mỹ, như là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ, vợ chồng của anh chị ở Thị Điển, với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, rồi cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng, Bình Đại, thì có gửi cho tụi cháu là cái số tiền mua 50 phần thế này để giúp đỡ cho bà con mình. Thì hôm nay cháu đến đây là trao lại cho dì là 10 kg gạo tình nghĩa này với là số nhu yếu phẩm, xin dì nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Chú thì ở trong nước này, chú đích thân là giúp chuyển số đồ này tới gia đình khó khăn để già neo đơn gì đó tặng quà. Thì tôi cũng gửi lời chú chuyển ngoài kia, gửi lời cảm ơn mấy cô, mấy chú, mấy em gì ở ngoài nước ngoài để tài trợ tiền về. Rồi có Phúc Nhị đó là cháu ruột của tôi. Dạ, Phúc Nhị.
Thôi vậy à. Tụi cháu xin phép tụi cháu. Thôi tôi cũng cảm ơn cho chú nha. Dạ dạ. Rồi tôi về cũng đi. Về tới chỗ thế mở khỏi thì ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch thì tụi tôi là cái tổ từ thiện ở trên Bình Đại, hôm nay có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay trước đến là hỏi thăm sức khỏe anh chị. Đó, sao là tụi tôi có cái món quà này là 10 kg gạo và cái số hàng nhu yếu phẩm này thì của bà con ở Bình huyện Bình Đại mình. Dạ. Và của Mạnh Thường Quân là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, là chị anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ. Dạ. Và vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển. Và anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại. Với cháu Tô Minh Triệu là Bình Thắng, Bình Đại. Là gửi cho tụi tôi là cái số tiền tụi tôi mua là 50 phần quà như thế này. Thì để mà giúp đỡ cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn thì hôm nay tụi tôi đến đó, là trước hỏi thăm sức khỏe anh chị, sao là trao lại cho anh chị là 10 kg gạo này và cái số nhu yếu phẩm tình nghĩa này. Xin chị nhận đây là cái tấm lòng của anh chị em mình, cái Mạnh Thường Quân của mình. Dạ, cảm ơn anh. Rồi rồi, xin phép đi anh chị. Đi anh Bãi rồi. Rồi vũ chú Ba xuống tới nhà của dì Năm. Nhà dì Năm thì ở chỗ khỏi chợ Thới Thuận chút xíu. Dạ, được không? Bữa đó ăn không được, nghỉ mấy bữa luôn. Dạ. Mình đói. Dạ. Không ăn, ăn cháo. Dạ. Tưởng đừng chết đó. Thôi vậy con cũng thưa với dì Năm thế này. Thì bữa nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch thì tụi con cái tổ từ thiện ở Bình Đại, tụi con hôm nay có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn bệnh hoạn. Thì trước tụi con đến là hỏi thăm sức khỏe của dì Năm. Nó dì Năm mạnh tụi con mừng, khỏe tụi con mừng. Sao là tụi con có món quà này là 10 kg gạo tình nghĩa với nhu yếu phẩm nghĩa tình này của bà con ở Bình Đại mình đóng góp. Và Mạnh Thường Quân ở Mỹ, như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, vợ chồng của anh Phúc chị Nhị ở Mỹ, vợ chồng của anh hai anh chị ở Thụy Điển, và anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre, và cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre. Thì gửi cho tụi con cái số tiền tụi con đóng góp lại là tụi con mua là 50 phần như thế này. Để giúp cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn thì hôm nay con đến đây là con trao lại, trân trọng trao lại cho dì là coi như cái 10 kg gạo này với cái số nhu yếu phẩm này. Xin dì nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Cảm ơn cậu. Dạ dạ, thôi tụi con đi dì Năm. Dạ. Cô được năm nay được bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. 55 hả? Vậy ta thấy trong mình mẹ khỏe không? Có tật cái chân vậy chứ sức khỏe là thấy sao, khỏe hả? Chút nhất là cái chân.
Dạ hả? Mà có hoàn cảnh gì mà sao thấy cô xuất cái con nó buồn. Dạ hả? Rồi, dạ. Mình vậy đó. Lâu rồi hả? Thì dạ. Chú này có xuống đây mà có biết mà. Mày chú ăn chị Vũ hả? Dạ. Ừ. Thì lúc trước thì có hai mẹ con sống đây, con bị tai nạn giao thông mất. Hơi khổ hoàn cảnh của dì Ngọc đây cũng rất là khó khăn. Vậy cô có bán cái số không? Không có đi mà cái nhà này cũng mấy đứa em ở hồi đó đi bằng mà nó đóng góp để nó cho ở thành phố rồi cho. Dạ. Ừ. Thôi tôi cũng nói với cô Ngọc thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại. Thì hôm nay tụi tôi có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tụi tôi đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của cô. Đó, cô Mạnh giỏi thì tụi tôi mừng. Sao là tụi tôi có cái món quà này là 10 kg gạo và một cái số nhu yếu phẩm này. Nghe nè Huệ. Không được, tôi đi cho từ thiện rồi, đi cho gạo từ thiện rồi cô, thông cảm cô. Rồi. Thì hôm nay tôi đến đây trước là thăm sức khỏe của cô, sao là có món quà 10kg gạo này và cái số hàng nhu yếu phẩm này là của bà con là ở huyện Bình Đại, là Mạnh Thường Quân đóng góp với là anh em ở ngoài Mỹ mà. Mỹ, anh như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ, vợ là vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển, anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, rồi cháu Minh Triệu ở Bình Thắng, Bình Đại, đóng góp lại là tụi tôi mua là 50 phần như thế này, để mà đi gửi cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tụi tôi đến đây là tụi tôi xin trao lại cái 10 kg gạo này và cái món hàng nhu yếu phẩm này là của xin cô nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Thôi giờ cháu không biết nói gì, thôi cũng cảm ơn hết mấy chú ở ngoài nước ngoài và bà con ở Bình Đại. Cũng rất là cảm ơn. Dạ. Rồi rồi. Dạ. Thì tôi đi coi. Dạ. Còn cô nói về cái nhà của Bãi hả? Vũ chú ba tới nhà dì Bãi thì cũng ở xã Thới Thuận. Dạ. Dì muốn nghe được không? Được, chung rất sát lên nha. Vậy là dạ, thì chuyện nói chuyện bệnh gì? Mà ông nhức khớp vậy nè, chú cái đau ở trong bụng mà á. Dạ. Với con mắt thì không thấy đường một con này nè. Dạ. Mắt à. Thôi chị Bãi, tôi cũng có ý kiến như thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi tôi là cái tổ từ thiện ở huyện Bình Đại. Hôm nay tụi tôi có tổ chức cái buổi đi phát quà cho đến tận nhà cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay trước tôi đến hỏi thăm sức khỏe của chị, sao là tụi tôi có cái món quà là 10 kg gạo với là một phần nhu yếu phẩm này. Thì cái này là của anh em Mạnh Thường Quân của bà con mình ở huyện Bình Đại đóng góp, đồng thời là của anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh với anh Phúc và chị Nhị ở Mỹ, và vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, như rồi cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng. Thì gửi cho tụi tôi cái số tiền tụi tôi mua 50 phần quà thế này thì để mà giúp đỡ cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tôi đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe chị, sao là tụi tôi trao lại cho chị là cái 10 kg gạo và cái số nhu yếu phẩm này, xin chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Dạ, thôi tụi tôi. Dạ, tụi tôi đi chị ơi. Cảm ơn, thôi để uống miếng nước. Dạ được rồi, con đi rồi chị ơi. Dạ. Tại còn nhiều phần quà lắm. Dạ. Dạ chồng. Mấy chú này xuống thăm má nào. Còn mấy chú lạ.
Bà cụ nay nhiêu tuổi rồi chị? Bà cụ đây 85. Dạ. Nhưng mà cũng bị tai biến này là cũng 60 năm rồi. Bị tai biến? Bị cũng như bị một bên vậy đó. Bị ở nhà cũng thường hay dắt bà đi tới lui. Dạ, dạ. Chứ không có dám để nằm hổm nhỏ cháu nó cũng xin dưới xa lăn ở quý ban á. Dạ. Mà cô không cho bị sợ phải mình ngồi mình lăn á. Dạ. Thì cái giờ mình nó sẽ không cử động. Dạ. Nên cô không cho, cô cũng dắt. Dạ. Sáng thì dắt bà ra vậy đó, làm vệ sinh xong rồi dắt bà ra. Dạ. Ăn uống gì được không cô? Cũng ăn lần được không chén. Sáng vậy ăn sáng. Ngủ thì có khi bình thường thì ngủ được. Nếu mà nó không có bị trong mình nó không ấy á thì bình thường bà cũng vẫn ngủ được, nhưng mà khi mà nó trong mình nó không được khỏe rồi là bà thức. Thôi tôi cũng đi nói với cô thế này. Dạ. Hôm nay thế chị lại đây đi vậy? Tụi tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại. Dạ. Thì hôm nay tụi tôi có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh như bệnh hoạn khó khăn. Dạ. Thì hôm nay tôi đến trước là hỏi thăm sức khỏe của bà cụ. Sau là tụi tôi có món quà này 10 kg gạo với là cái số nhu yếu phẩm này là của anh em Mạnh Thường Quân ở Bình Đại, và đồng thời anh em Mạnh Thường Quân là ở Mỹ, như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ, và vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển với anh Bảy Danh ở Bình Thắng Bình Đại, với cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng Bình Đại. Thì có gửi cho tụi tôi là số tiền tụi tôi mua là 50 phần quà như thế này để mà giúp đỡ cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tôi đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe, sau là tụi tôi trao lại cho bà cụ 10 kg gạo và cái số nhu yếu phẩm này. Xin cô nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Dạ, tôi khóc. Tôi khóc cũng trời. Nhìn ghế đó ngồi chú bà. Ừ. Rồi. Tôi khóc tôi mang hơn. Trời ơi, có gì đâu chị ơi. Ừ. Chị ăn uống gì được không? Thì cũng ăn chén cơm vậy thôi. Thôi chị ba. Thôi thì hôm nay tôi cũng xin thưa với chị thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh Tý âm lịch. Thì tụi tôi có ở từ thiện Bình Đại, tụi tôi có tổ chức cái bữa đi phát quà đến tận nhà cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì em đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của chị, sau là trao dự lại cho chị đây là món quà này là 10 kg gạo và một phần nhu yếu phẩm. Thì cái này của anh em Mạnh Thường Quân là ở huyện Bình Đại mình, là cái này dấu tên đóng góp, là rồi đây là cái phần Mạnh Thường Quân này là cũng của là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, và vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển, anh Bảy Danh ở Bình Thắng Bình Đại, rồi cháu Tô Minh Triệu là ở Bình Đại Bình Thắng. Thì gửi tiền cho tụi em là lại là tụi em mua tất cả là 50 phần quà như thế này, thì để trao lại cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay á, thì em đến đây trước là thăm chị, sau là em trao lại cái món quà này 10 kg gạo nghĩa tình này, và đồng thời cái số nhu yếu phẩm tình nghĩa này của anh em Mạnh Thường Quân. Xin chị nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Tôi cảm ơn nhiều dữ lắm. Tôi mang ơn biết nhiêu nói hả cậu. Dạ dạ. Trời cũng hiến cho tôi mạnh giỏi đi. Rồi tôi cảm ơn mấy chú tôi cảm ơn. Tối tôi nằm tôi khóc. Tôi thương gì đâu. Cái cảnh nó dễ. Tôi để cho tôi
cậu thấy mặt mình tôi khi mình đó cứu trợ tôi cho tôi là thân mạnh để cho tôi cầu chúc cho gia đình ở ngoại gửi về cho tôi đầu năm năm cũ với sang năm mới năm cũ sang năm mới rồi năm mới mà an dân phát tài phát đạt phát thông lên chứ gia đình ở ngoại bình yên hết rồi cho mạnh giỏi hết như ý đỡ tôi vậy tôi rất cảm ơn. Rồi vậy tụi con phép tụi con đi năm ơi. Dạ dạ con đi vậy. Dạ dạ. Dạ dạ. Ủa cái nhà của cái cô mà chạy không ra ôm mà. Gia đình vô giùm ta chú ba bị đau rồi đến từ bao đi. Được không? Rồi Vũ với chú ba xuống tới nhà của chị Út rồi ở xã Thới Thận. Thì chị có hai đứa bé nó bị bệnh bại não. À, kia nó đâu có bò đi được chú ba tối ngày phải buộc cái giò lại vậy á. Vậy đó. Nó. Từ từ ra. Thôi đừng có ra chi. Mất cột trống thì sao mà ra. Để lên cái ghế giùm em đi chú. Cho mấy túi. Dạ hai túi. Tại đúng ra là cho một cái gia đình là chỉ một phần thôi. Nhưng mà con thấy hai đứa bé này thì như cho tôi một phần. Đặc biệt. Rồi chị Út đứng đó đi để cô làm ơn cô tắt dùm cái truyền hình luôn. Cái này con của cô hả? Dạ con của con. Người ông chồng đâu? Thầy chồng đi ghe. Rồi hai đứa cháu mà có ăn uống gì được không? Ăn cơm. Rồi cái lần này sao cà khọt nè. Nó bị khò khè. Vậy hả? Dạ. Vậy hả ngủ nghe được không? Được, cũng được. Cho uống thuốc không nó mới ngủ, còn không uống thuốc nó không ngủ. Cô thứ mấy? Con thứ 9, Út ba. À, thôi như vậy đây cô Chính. À, hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại. Hôm nay tụi tôi có tổ chức cái buổi đi phát quà cho bà con mình đến tận nhà phát quà. Thì hôm nay trước đến thì tụi tôi xin hỏi thăm sức khỏe của hai cháu và gia đình. Thì sau là tụi tôi có hai cái phần, hai món quà này là hai phần gạo này. Đây là phần và một số nhu yếu phẩm của Mạnh Thường Quân ở Bình Đại đóng góp. Và một Mạnh Thường Quân là ở Mỹ như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ, vợ chồng anh, chị ở Thụy Điển và anh Bảy Danh, anh ở Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre và cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre và của chị Châu ở cái này tiệm chủ tiệm vàng quanh thì coi như là gửi cho tụi tôi có là mua một cái số quà để mà đi tặng cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tụi tôi đến trước hỏi thăm sức khỏe của hai cháu đồng thời và trao lại cái số quà này là tình nghĩa này của coi như anh em Mạnh Thường Quân. Thì xin coi như cô nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Con cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi, vậy thì tụi tôi xin phép tụi tôi đi. Rồi em đi. Rồi về con đi nghe chị. Dạ. Cậu hôm nay chắc. Dạ, con Vũ à. Rồi chú đi nghe hai con. Bye bye đi. Đó. Rồi. Rồi đi vô chú ba. Này Vũ chú ba xuống nhà thăm nhà gì nè ngay cầu Dũng. Chị thứ mấy con quên rồi. Rồi gì ăn uống gì được không gì Năm? Ngủ nghe được không? Ngủ thì nó khó
Thôi dì Năm ơi, con cũng thưa với dì thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi con cái tổ từ thiện của Bình Đại, tụi con có hôm nay tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Thì hôm nay là tụi con đến đây trước hỏi thăm sức khỏe của dì. Đó, dì Mạnh thì tụi con mừng sao là tụi con có món quà này là 10 kg gạo tình nghĩa với là số nhu yếu phẩm nghĩa tình này thì của bà con ở Bình Đại mình với Mạnh Thường Quân ở Mỹ, như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh và anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ và vợ chồng anh chị ở Thụy Điển, anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, rồi cháu Tô Minh Triệu là ở Bình Thắng, Bình Đại. Gửi cho tụi cháu là số tiền tụi cháu mua là 50 phần quà như thế này để trao lại cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay là cháu đến đây là cháu trao cho dì, trao lại, trân trọng trao lại cho dì cái số 10 kg gạo này là với số nhu yếu phẩm này. Xin nhờ dì nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Tôi cũng có tấm lòng để là cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Thôi tụi con đi gì. Dạ dạ. Giờ vũ chú ba tới nhà của dì Hai. Nhà dì Hai ở ấp Thới An, xã Thới Thận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dì nay dì nhiêu tuổi? 16. 86 à? Dạ. Dì, dì ăn uống gì được không? Cũng ăn uống được, bình thường. Ngủ nghe được không? Để con cũng thưa với dì Sáu thế này. Thì hôm nay là thứ hai. Thứ sáu à, thứ hai hả? Con thưa dì Hai thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi cháu là cái tổ từ thiện ở Bình Đại, hôm nay tụi cháu có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay trước là cháu đến, tụi cháu đến đây hỏi thăm sức khỏe của dì. Sau là tụi cháu trao lại cho dì cái phần quà này là 10 kg gạo với một phần nhu yếu phẩm này. Thì đây là cái số này á, là của Mạnh Thường Quân ở huyện Bình Đại mình. Với Mạnh Thường Quân ở Mỹ như anh bé Sáu, anh bé Tư, anh Hà Thanh với anh Phúc và chị Nhị ở Mỹ. Và vợ chồng của anh chị ở ngoài Thụy Điển á, với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, rồi với cháu là Tô Minh Triệu ở Bình Đại, Bình Thắng. Thì gửi cho tụi cháu là số tiền tụi cháu mua là 50 phần quà như thế này. Thì hôm nay cháu đến đây là trao lại cho dì 10 kg gạo tình nghĩa này với số hàng nhu yếu phẩm này. Xin dì nhận, dì Hai nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Chú cũng cho tôi gửi lời thăm mấy cậu đó, mấy ông mà mấy chú ở ngoài đó gửi đồ cho tôi cũng gửi lời thăm cảm ơn mấy người đó. Dạ dạ. Vậy dạ, con xin phép đi gì hai. Gì ở đây con mình hả gì? Con mình. Chị chạy dạ. Tới chạy lui. Dạ. Con dâu mãn mùa gần. Dạ. Thì mãn không mãn thì ăn thua bà. Nếu mà dạ. Ở đời mà coi như là vũ chú ba xuống tới chỗ ấp Thới An, xã Thới Thận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi chú em này bị có tật. Mà tối ngày nằm tới nó giỏng nè. Dạ. Này năm nay nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi rồi hả? Vậy mà nãy nói mấy anh mặc áo đi thì... Cho nó cái áo đi. Tôi nói chuyện anh lát đi.
Nè tối ngày nằm tên nó giỏng này không luôn. Cơm một lúc mà. Tối thì mở cửa cổng vô luôn mà. Mở cửa cổ. Chú Tư, thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi tôi là cái tổ từ thiện ở trên Bình Đại, hôm nay là tụi tôi có tổ chức và tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay là tôi đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của đứa cháu. Sau là tôi có tôi món quà này là 10 kg gạo với là một phần nhu yếu phẩm này. Đây là của anh em Mạnh Thường Quân ở huyện Bình Đại mình, và đồng thời là của anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc và chị Nhị ở Mỹ, với vợ chồng của anh chị mà ở Thụy Điển, anh Bảy Danh ở Bình Thắng Bình Đại và cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng Bình Đại, là gửi cho tụi tôi là cái số tiền tụi tôi mua là 50 phần như thế này. Là hôm nay là tôi đến đây là trao lại cái 10 kg gạo này, tình nghĩa này với là số nhu yếu phẩm nghĩa tình này. Xin anh, xin ông chú nhận đây là cái tấm lòng của anh em là Mạnh Thường Quân. Giờ Vũ chú ba ghé nhà dì Hai thì cũng ở cùng xã Thới Thận. Dì Hai hôm nay con cũng thưa với dì như thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì con là cái tổ từ thiện ở trên, tụi con là tổ từ thiện ở trên Bình Đại. Hôm nay tụi con có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay con đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của dì Hai. Sau là tụi con có cái món quà này là phần gạo này với 10 bịch mì tôm này. Đây là cái phần của Mạnh Thường Quân ở huyện Bình Đại. Cái này là của cô Tư ở tiệm vàng Quanh Quanh ở huyện Bình Đại. À, gửi cho tụi con để mà đi coi như là giúp đỡ cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay con xin trân trọng trao lại cái phần quà này lại cho dì. Xin dì nhận đây là cái tấm lòng của cô Tư tiệm vàng Quanh Quanh. Đó, vậy tụi con xin phép tụi con đi. Nhà này thì anh này bị tai nạn giao thông, anh sống con mình, như anh nói không được cái gì phải không anh, chỉ nghe thôi, nói không được, anh bị tai nạn giao thông đó chú ba. Vậy thôi chú thứ mấy, thứ tư. Hay chú Tư ơi, thì hôm nay là tôi cũng có ý kiến như thế chú như thế này. Nay là năm 2020 tháng 7 ngày 14, tụi tôi là tổ từ thiện ở trên Bình Đại có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tôi đến trước là thăm sức khỏe của chú. Sau là tụi tôi có cái món quà này là phần gạo này với mì bịch mì tôm này. Đây là của tiệm cô Tư ở tiệm vàng Quanh Quanh. Thì cổ có gửi cho tôi là 20 phần để giúp đỡ cho bà con mình có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tôi xin đến đây là tôi xin trân trọng trao lại cho chú. Chú nhận đây là cái tấm lòng từ thiện của cô Tư tiệm vàng Quanh Quanh. Rồi vậy tụi tôi xin phép tụi tôi đi. Vũ chú ba xuống tới nhà của chú ba thím ba ở ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dạ. Thím ba. Ê, cái tay thím ba bị sao vậy? Bị té hả thím? Té gãy ngang luôn hả? Dạ. Đi Bến Tre mà nằm mấy ngày rồi về bệnh viện Bình Đại, nằm mới về ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua. Dạ. Nó bệnh rồi còn gãi tay nữa. Dạ. Phẩm đi muốn được rồi từ từ đi cái trời thôi.
nó tạt vô nhà mới ra đóng cửa cái rồi thổi dục tới cái cửa nó chạy vô. Ăn uống dừa không thím? Dạ ăn cũng được chứ ba, uống sữa không. Uống nghe được không? Dạ không được nữa. Ăn có bữa có hai muỗng cơm mà chan với nước mình thủy rồi cái nuốt động mẹ nó. Ăn cũng được cái gì đó. À, thôi gỡ gì đi chú ba, còn nhiều công chuyện. Lấy vô đây cho nó đừng rớt. Được rồi, thím. Thì thím, thím ba. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch, thì tụi tôi là cái ở đằng cái tổ từ thiện ở Bình Đại, hôm nay tụi tôi có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay á, tụi tôi đến đây á, là trước là hỏi thăm có hai món quà này. Đây là món quà này là của phần quà này là của tiệm vàng của cô Tư là Quanh Quanh ở Bình Đại á. Thì và cái phần quà bên đây á, thì 10 ký gạo này với phần nhu yếu phẩm này thì của Mạnh Thường Quân ở huyện Bình Đại mình. Thì nói chung không, người ta không có nói tên. Và với Mạnh Thường Quân là ở Mỹ, như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ. Vợ chồng anh chị ở Thụy Điển, anh Bãi Danh ở Bình Thắng, Bình Đại. Với là cháu Tô Minh Triệu, thì anh em Mạnh Thường Quân. Dạ. Vậy tôi cũng cảm ơn hai chú với chuyển lại về. Cảm ơn mấy dì, mấy chị đó cho vợ chồng tôi. Rồi rồi, như vậy là tụi tôi cũng xin phép tụi tôi đi. Phần quà này là của chị Châu tiệm vàng Quanh Quanh. Còn cái phần này thì của mấy anh em Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài. Vì còn thờ với bà con mình. Bà con cái máy nó bị trục trặc, người ta nó gián đoạn khúc á. Với bà con mình ở huyện Bình Đại, có như Mạnh Thường Quân ở huyện Bình Đại luôn. Thì tôi cháu đi luôn chú thím ơi. Uống nước rồi. Xin thưa chị thế này, hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch. Thì tụi tôi là tổ từ thiện ở trên Bình Đại có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay trước là tụi tôi đến đây thăm sức khỏe của chị. Sau là tụi tôi có cái phần quà này là cái phần quà này là của Mạnh Thường Quân ở Bình Đại, là của tiệm vàng là Quanh Quanh, là của cô Tư đó, tiệm vàng Quanh Quanh là trao cho tôi là 20 phần mà để đi mà giúp đỡ cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tôi đến đây là trân trọng trao lại cái phần quà này là của Mạnh Thường Quân là tiệm vàng Quanh Quanh cho chị. Xin chị nhận đây là cái tấm lòng của cô Tư. Tôi cũng cảm ơn. Dạ dạ dạ, cái lời gì cảm ơn cái dạ dạ cô Tư. Vậy thì tụi tôi xin đi xin đi chị ơi. Thôi thôi, không không có kịp. Nói chung tiếng nói thì ông nghe thì ông không có nói được. Vậy thôi vậy đi thím Bảy, chú Bảy. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh tí âm lịch, thì tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại á. Thì tụi tôi
hôm nay là có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay trước tôi đến là hỏi thăm sức khỏe của chú Thiếm. Sau là tụi tôi có cái món quà này là 10 ký gạo với là một phần nhu yếu phẩm này của anh em Mạnh Thường Phương ở là huyện Bình Đại mình. Với anh em Mạnh Thường Quân là anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc với chị Nhị ở Mỹ, vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển, với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, thì với cháu Tô Minh Thiện, Minh Triệu. Tô Minh Triệu ở Bình Thắng, Bình Đại, thì gửi cho tụi tôi cái số tiền tụi tôi là đóng góp lại là mua tất cả là 50 phần như vậy. Thì hôm nay biết hoàn cảnh của chú Thiếm khó khăn hơn tụi tôi đến đây là trao lại cho chú Thiếm là cái món quà mà tình nghĩa này xin chú Thiếm nhận đây là cái tấm lòng của anh em Mạnh Thường Quân. Chú này bà nội mình nó tiện nhau và cũng thay mặt gia đình cảm ơn mấy chú với mấy anh ở hậu tiện thì con xuống đi. Thôi vậy. Thôi vậy được rồi đấy mà. Đi thế mà. Đi chú ơi. Giờ Vũ chú ba xuống tới nhà của dì Năm. Nhà của dì Năm ở ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dì Năm bị bệnh tai biến. Giúp dì ba chứ giờ bệnh dì sống mình à. Dì Năm ơi, tôi cũng thưa chị thế này. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh Tý âm lịch. Tụi tôi là cái tổ từ thiện ở Bình Đại. Hôm nay tụi tôi có tổ chức cái buổi đi phát quà tận nhà cho bà con có cái hoàn cảnh khó khăn bệnh hoạn. Thì trước hết đó là tụi tôi đến gia đình chị hỏi thăm sức khỏe của chị rồi với gia đình. Sau thì tụi tôi có món quà này là 10 ký gạo tình nghĩa này với một số nguyên liệu phẩm này để tình. Thì cái này của Mạnh Thường Quân đã đóng góp là của huyện Bình Đại mình, bà con trong huyện Đại mình, với là một số là Mạnh Thường Quân ở Mỹ như anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh với anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, vợ chồng của anh chị ở Thụy Điển với anh Bảy Danh ở Bình Thắng, Bình Đại, với cháu Tô Minh Triệu ở Bình Thắng, Bình Đại là để cho tụi tôi là mua số tiền là tôi mua 50 phần như vậy để mà đi coi như đến tận nhà giúp đỡ cho bà con có cái hoàn cảnh khó khăn bệnh hoạn. Thì hôm nay là tôi đến về đây tôi xin là trân trọng trao lại cho chị đây là cái món quà tình nghĩa của là anh em Mạnh Thường Quân. Cảm ơn mấy anh đã tới để giờ tụi mình bạn mới nói chuyện đây. Thôi vậy. Chào thứ ba. Tôi thứ ba vậy tôi đi chị. Hôm nay thứ ba. Con tên Vũ gì? Nói thì chị biết chị hỏi gì chị bệnh ra khổ lắm cháu ơi. Vậy được rồi chị, cứ đi chị ơi. Cảm ơn hết. Giờ Vũ chú ba đi tới ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì ghé thăm dì này thì hoàn cảnh khó khăn, dì cũng bệnh mà sống có mình. Rồi dì ngồi đây con gửi phần quà đi con đi. Dạ thôi ngồi chứ chị ngồi đi rồi tôi nói chuyện rồi tôi đi liền, tôi gấp dữ lắm. Thì cũng thưa với chị như thế này, hôm nay là ngày 14 tháng 7 2020 canh Tý âm lịch. Thì tụi tôi là ở tổ từ thiện ở Bình Đại, tôi có hôm nay tổ chức đi cái buổi lễ đi phát quà cho bà con mình đến tận nhà. Thì coi như là tôi cũng trước hết tôi đến đây là cũng hỏi thăm sức khỏe của chị. Nó là sao là có cái món quà này là một phần gạo này với là 10 gói mì tôm này. Đây là của Mạnh Thường Quân là chị Tư ở tiệm vàng Quanh Quanh. Nó là trao cho tụi tôi là 20 phần. Nó để mà giúp đỡ cho bà con mình có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay tôi đến đây xin trao lại cái phần quà này của chị Tư. Thì xin chị nhận đây là cái tấm lòng của chị Tư ở tiệm vàng Quanh Quanh. Vậy là tôi cũng cảm ơn tiệm vàng Quanh Quanh với cảm ơn anh với cậu này đến tới tận nhà tôi để giúp đỡ. Dạ dạ vậy thôi tôi đi chị Tư ơi.
Thì cảm ơn. Rồi trình bày chú ba. Chú Chính, hôm nay là tụi tôi là ở cái tổ từ thiện, tụi tôi có đến đây là tổ chức là đi phát quà cho bà con đến tận nhà, thì đến đây tôi cũng xin là trình bày với chú thế này thôi. Bây giờ cái đây là phần quà này của anh em bà con mình, mạnh thường quân của mình ở tại huyện Bình Đại, với là mạnh thường quân ở anh bé Tư, anh bé Sáu, anh Hà Thanh, anh Phúc, chị Nhị ở Mỹ, vợ chồng anh chị ở Thị Điển, và anh Bãi Danh Bình Thắng, thì cháu Tô Minh Triệu Bình Thắng, thì coi như đóng góp lại là cho tụi tôi mua cái số quà này đến đây là coi như là trao lại cho chú, xin chú nhận đây là cái tấm lòng của